Vâng, em Chiến có lên sóng tiếp tục, mời các bác cùng xem con 309V thùng và gỗ cam vàng rất là đẹp nha, mướt mát luôn. Vẫn giá em đang giao các bác là 25 triệu đã bao gồm phí ship. 309V dòng âm ly rất là hay nha các bác, tiếng bass hay, tiếng thuần khiết và độ trung thực của âm thanh rất là cao. Các bác nghe từ chi tiết nhỏ nhất này phía dưới này, keng sao beng luôn nha. Giá bên em là bao gồm phí ship nha, máy em bao riêng tuyệt đối và máy chắc nước ngoài về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Đây là phía sau, đây là tản nhiệt của phần công suất. Hai cầu loa series con này là 2308, công suất 350W, là đối tác của dòng loa nghe nhạc Bass 30, 40, 25 vân vân. Đây là phần cầu loa, các bác có thể chỉnh A, B, A kèm B, nhưng mà trên lúc mà nó sẽ có hiệu remote và man, bass chép âm thanh nổi, đường tín hiệu đầu vào, volume, ba lăng nằm trong, máy đẹp long lanh gọi là không tì vết nha. Hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, các bác có thể cảm nhận được cái độ nét của cảnh vách, độ đẹp của chi tiết. Điện là 110, sau đây em mời tất cả các bác cùng đi vào nội thất bên trong để các bác cùng xem vĩ điệp của em nói nha. Bác nào chốt thì alo cho em, cọc tiền các bác cọc khoảng 2 triệu trở lên, khoảng 10% là em ship hàng tận nơi, còn bao nhiêu tiền thì các bác nhận hàng và thanh toán. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300.000 trực tiếp và giá trị sản phẩm là còn 24.700 nếu chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền thì các bác đặt cọc khoảng 2 triệu trở lên. Vẫn giá 25, tại vì chuyển khoản đủ em sẽ không bị tốn tiền phí thu hộ tiền, nên em sẽ bớt thẳng vào 300.000 vào giá trị sản phẩm, nên nó sẽ còn là 24.700. Giá cái nào cũng bao ship tận nơi nha. Đây là nội thất bên trong, các bác cùng xem độ mộc mạc và độ đẹp của con này nha. Đây, phần tủ và tất cả dây rút của nó là còn nguyên từ mẫu hàng mẫu chì, nguyên mộc mạc nha. Em về chỉ thổi bụi thôi. Đây là bo mạch âm sắc, bốn con kích nét đỏ đen nguyên hết. Đây, phần dây rút nguyên bản rất đẹp, chi tiết của những chiếc áp mạch tăng phô mộc mạc. Đấy, keo niêm phong còn nguyên màu xanh lét. Bốn con Toshiba chữ đỏ nguyên zin mộc mạc 1079 và 679. Sò này được chạy trên con 5000X nữa nha các bác, và Aquafire 202. Đây, máy đẹp mộc mạc nguyên zin, bác nào muốn lấy thì alo cho em, bản nội địa Nhật, điện 110 nha. Rồi, video đến đây là kết thúc, thì các bác cũng thấy được độ mộc mạc của con này rồi. Máy em bao zin tuyệt đối nên các bác yên tâm, và em đã test rồi, hoạt động hoàn hảo. Trước khi đi, em làm đều có video test gửi cho các bác, nên các bác mình muốn chốt hàng thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Đây là con Lookman 309V, series gì quên mất rồi. Series là 2308 nha, 2308 350W.